Ví dụ như Thầy nói sống thuận theo đất trời là gì? Ví dụ như có những lúc thời gian gần đây trời thời tiết rất là nóng, rồi có những người thích vô phòng máy lạnh thiệt mát sống, ngược lại với cái nóng bên ngoài, Thầy vẫn nói người này hơi ác. Vì sao? Vì không thuận theo được đất trời. Trời nóng mình cứ theo cái nóng mà sống, trời lạnh mình cứ theo cái lạnh mà chịu. Chỉ có cái nó quá sức của mình, quá sức khỏe thì đúng là mình hơi điều chỉnh. Ví dụ như mình cũng vào cái phòng máy lạnh, nhưng mà đừng bật mát quá, nhiệt độ cũng cao, nó xê lịch bên ngoài chút xíu thôi, vừa sức chịu đựng thôi. Chứ không phải là ngoài ai cũng nóng, một mình trong phòng mình thiệt mát, thiệt lạnh, đó vẫn là một cái ác. Rồi đến khi trời lạnh, cái mình tắm nước thiệt nóng rồi đó, vẫn là một cái ác. Trời lạnh rồi mình tắm nước lạnh tắm không nổi vì sợ bệnh đi, nhưng mà pha nước vừa vừa thôi, chứ đừng để mà pha nước nó nóng quá, cũng là đi ngược lại với đất trời, mà cũng ngoảnh mặt quay lưng với mọi người bên ngoài. Nó gọi là sống thuận theo trời đất thì cũng vậy. Rồi là tới nữa, anh em nghe ông giảng anh em hiểu gì không anh em? Còn tôi nghe hồi cái thấy nó quỳ vốn, không có gì khác hết. Tự nhiên bây giờ nói ở trong máy lạnh là ác, nó sống phải thuận theo ý trời, thuận theo tự nhiên đó. Rồi nói hồi cái hồi nếu mà chịu không nổi thì vô máy lạnh ở, mà bắt nhiệt độ vừa phải thôi. Ủa vậy là sao? Ủa vậy là được ở trong máy lạnh hay là không được ở trong máy lạnh? Không hiểu luôn, với tôi không hiểu gì hết trơn anh em, tôi bó tay luôn á. Trời nóng nực, ở máy lạnh là ác. Vậy chắc người dân cả đất nước Việt Nam mà cả thế giới này chắc người ta ác hết trơn. Rồi mấy thằng cha bà bán máy lạnh á đó, mấy thằng cha này chắc không có đi cúng dường nè, phải không? Mấy ông á, nên là nhín ra một ngày á, đi tới thầy cúng dường cho thầy đi nha. Đừng có mà quên nghe chưa, quên là chết liền á. Bây giờ nóng nực ở máy lạnh cũng không được, ở máy lạnh mà ác, tôi không biết ác là ác cái gì á. Ở máy lạnh chứ đâu phải giờ đi sát sanh đâu mà ác. Quỷ thần thiên đụng ơi, rồi sống mà theo ý trời là sống làm sao nữa. trời nóng là phải chịu nóng, trời lạnh là phải chịu lạnh hả? Rồi sống theo ý trời chắc không phải đi du rừng ở quá, giống như người tiền sử vậy đó, săn bắt hái lượm đó mới sống theo thuận theo tự nhiên. Phải cả trưởng thì anh em, tôi bó tay với ổng rồi đó, tôi không còn cách nào tôi nói nữa trơn anh em. Bây giờ có tiền mua máy lạnh rồi cũng không ở được nữa. Nghe ông nói xong hồi tôi muốn bán cái máy lạnh luôn thiệt. Tự nhiên ở trong máy lạnh là ác. Rồi xong hồi là kêu ở trong máy lạnh chịu không nổi thì vô máy lạnh, nhưng mà bật nhỏ thôi. Ủa vậy là sao? Rồi rốt cuộc là được ở máy lạnh hay là không được ở máy lạnh? Giảng tới giảng luôn hồi tôi thấy nó quỳ vốn à. Mà mắc gì ở trong máy lạnh mà không cho bắt nhiệt độ thấp, mà đi bắt phải bắt nhiệt độ cao như bên ngoài. Rồi về ở máy lạnh làm chi? Anh em giải thích hộ tôi cái. 90% người dân Việt Nam là người ta ở máy lạnh hết rồi đó. Chứ trời nóng này mà kêu ngồi sao chịu nổi anh em, ngồi họ đổ mồ hôi luôn á. Thiệt á. Tất cả những cái chỗ mà trụ sở hay là những cái công ty, văn phòng công ty, chỗ nào chả lắp máy lạnh, không lắp máy lạnh thì sao nhân viên người ta làm việc nổi đó. Còn trời nóng này ở nhà đương nhiên là nhà nào người ta cũng phải lắp điều hòa chứ, không có điều hòa sao chịu nổi. Nói như thầy vậy, mấy cái văn phòng công ty mà không lắp máy lạnh chắc ngồi hồi chắc ở trong đó người ta bốc khói hết trơn quá. Vậy là mấy chục triệu dân Việt Nam này là ác hết trơn đó nha. Còn mấy ông mà kinh doanh bán máy lạnh rồi đó là đừng có bán máy lạnh nữa nha, ta chuyển sang ta bán cái thứ khác đi, đừng có bán máy lạnh nữa nghe chưa. Tôi nghe với tôi hết hiểu cái gì luôn rồi anh em, bộ hết cái chuyện hết cái để mà giảng hay sao mà đi giảng mấy cái gì, tôi nghe lòng giọng hồi là nó quầy vốn à. Nhức đầu nhức não quá anh em ơi, cạn lời. Rồi trời lạnh tắm nước nóng cũng lạ, vậy tắm sao vậy? Tắm nước nóng mà dặn vừa phải thì đương nhiên tắm nước nóng mà dặn ấm ấm người ta tắm chứ, không lẽ là tắm máy nước nóng mà dặn lên 100 độ C tắm sao? mà nói trời, đương nhiên tắm máy nước nóng thì ta tắm vừa vừa thôi chứ
ta dặn ấm ấm người ta tắm thôi chứ. Bây giờ có nấu nước sôi pha vô nước lạnh thì cô pha ấm ấm tắm thôi chứ. Có ai mà pha bốc khói người tắm bao giờ đâu. Có pha mà sôi đầu mụn người tắm đâu. Đúng không anh em? Thì giờ không biết sao làm cái gì cũng mất phước, làm cái gì cũng có tội, làm cái gì cũng có lỗi, làm cái gì cũng ác hết. Giờ không biết làm cái gì. Chắc vô gừng ngỡ.